Xin chào mừng tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Ngày hôm nay Bất Động Sản Nhà Tốt xin giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng một dự án mới do chính chủ đầu tư bên Nhà Tốt xây dựng và thiết kế. Dự án bao gồm 4 căn nhà được xây dựng theo hình thức phân lô và liền kề, có vị trí nằm tại đường Yên Hòa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 4 căn nhà thì có hướng chính đó là hướng Tây Bắc và Đông Bắc, đang được bên công ty chào bán với giá là từ 1.920.000.000 đến 1.980.000.000 và có diện tích là từ 35 đến 59m². Cả 4 căn nhà này thì là nằm ở vị trí trung tâm của phường Yên Nghĩa, rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân, gần với trường mầm non, trường cấp 1, gần với nhà văn hóa và rất là gần chợ. Toàn bộ thiết kế của 4 căn nhà này thì này đều thiết kế là ô tô vào nhà hoặc là ô tô đỗ ở sân. Thì sau đây là xin mời mọi người đi xem chi tiết cái vị trí đường vào nhà cũng như là chi tiết vị trí của ngôi nhà. Hiện tại này em đang đứng ở vị trí đường để đi vào trong khu nhà mới của dự án đây. Mọi người có thể thấy là đường rất là rộng đấy, xung quanh nhà đây, ở gần ngã tư, giao thông rất là thuận tiện, có đầy đủ chợ, nhà văn hóa, rất là rộng. Và sau đây là chúng ta sẽ đi vào trực tiếp vào khu nhà. Đường ở phía trước của ngôi nhà, đây đường em đang đi vào đây, đường là rộng 4m. Đấy, ô tô có thể là đỗ ở trước cửa hoặc là ô tô lùi vào nhà, rất là thoải mái. Cả 4 căn nhà này thì là có cái vị trí rất là thuận tiện, cách ngã tư Tố Hữu Lê Trọng Tấn chỉ 2km, cách khu đô thị Đô Nghĩa, công viên âm nhạc Đô Nghĩa cũng như là khu đô thị mới Nam Cường, Dương Nội chỉ 1,5km, cách bến xe Yên Nghĩa 2,5km. Và rất là gần với lại trường Đại học Phenica cũng như là trường Cao đẳng Y, cách bến xe Yên Nghĩa 3km. Mọi người có thể thấy đây, 4 căn thì có một căn hướng Tây Bắc. Đấy là cái căn mà ở phía bên trái màn hình đây, đã hoàn thiện xong hệ thống mặt tiền. Đấy, quay ra nhà văn hóa rất là rộng, rất là thoáng, mặt tiền rất là đẹp. Và tiếp theo đây là có 3 căn. Ô tô đỗ cửa đây, mặt tiền là rộng 3,5m. Đấy, cho nên là ô tô là có thể là lùi vào trong nhà rất là hợp lý. 3 căn nhà này là thiết kế là tầng 1 là sẽ là để xe, khu vực để xe ô tô và nhà bếp, ở trên tầng 2 là phòng khách, và tầng 3, tầng 4 là mỗi tầng 2 phòng ngủ, và trên tầng 5 sẽ là phòng thờ và sân phơi. Đấy, thiết kế là 5 tầng, bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và một khu vực để xe, rất là rộng, rất là thuận tiện. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sơn tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người có nhu cầu xem nhà hoặc là cần tư vấn trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video, nếu như mà thấy video hay và có nhiều nội dung bổ ích thì là nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty. Xin chân thành cảm ơn.